Thưa quý vị, Việt Nam và Israel thúc đẩy đàm phán cho Hiệp định Thương mại Tự do. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tiếp đón đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Nadav Eskar vào chiều ngày 7 tháng 10, đã tuyên bố rằng Việt Nam đang mong muốn hai phía cần thúc đẩy đàm phán và sớm đi tới bước cuối cùng để ký Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Israel. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cùng ngày dẫn lời ông Phúc rằng Việt Nam coi trọng hợp tác với Israel, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Ông đại sứ Nadav Eskar cũng mong muốn Việt Nam và Israel có khả năng tăng cường hợp tác về an ninh mạng và công nghệ hàng không. Về đề nghị thúc đẩy sớm ký kết FTA của Việt Nam, đại sứ Nadav Eskar cho rằng cần sớm đi tới bước cuối cùng cho việc ký kết, cũng như hai nước có thể sớm mở đường bay thẳng qua lại giữa Hà Nội và Tel Aviv nhằm để thúc đẩy giao thương thương mại đầu tư của hai nước.